theo kết quả nghiên cứu công bố dạng sáng nay của các nhà khoa học trung quốc TT là vật chủ trung gian truyền nhiễm virus corona chủng mới. Nghiên cứu này được đánh giá là có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới đang hoành hành hiện nay. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tính đến ngày hôm nay mùng 7 tháng 2, toàn Trung Quốc ghi nhận 638 ca tử vong, 31.211 ca nhiễm bệnh và 26.359 ca nghi nhiễm do virus corona chủng mới gây ra. Theo kết quả nghiên cứu được công bố sáng nay mùng 7 tháng 2, các chuyên gia thuộc Đại học Nông nghiệp Hoa Nam và Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc thì TT chính là vật chủ trung gian truyền nhiễm virus corona chủng mới. Trước đó, trong quá trình giải mã trình tự gen, các mẫu bệnh phẩm viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện virus corona chủng mới rất giống với chủng virus corona gây bệnh SARS giai đoạn 2002-2003, vốn có nguồn gốc từ loài rơi. Việc các nhà khoa học Trung Quốc công bố TT là vật chủ trung gian truyền nhiễm được đánh giá là có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV chủng mới đang hoành hành hiện nay. Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng còn quá sớm để nói rằng Trung Quốc đang ở thời kỳ đỉnh dịch của virus corona, bất chấp việc số ca nhiễm virus dường như có chiều hướng giảm từ hôm 5 tháng 2. Liên quan tới tàu du lịch Diamond Princess chở 3.700 du khách đến từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ đang bị cách ly tại Nhật Bản, Bộ Y tế nước này xác nhận có thêm 41 người trên tàu này có kết quả dương tính với virus nCoV, nâng tổng số ca nhiễm trên tàu lên 61 người.